Từ 400 cho tới 1600, đây là điểm tuyệt đối. Và đây trên màn hình là một cái sample, một cái bảng điểm thi mẫu của một học sinh SAT. Rồi 1510 là một điểm số cũng khá cao. Rồi câu số 2, đây là một bậc học trong chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge. Học sinh ở lứa tuổi 14-17 sẽ tham gia kỳ thi với các môn học lựa chọn trong 70 môn khác nhau và khoảng từ 4 đến 7 môn. A level, B IB, C AP và D IGCSE. Câu hỏi lần này có vẻ khó hơn cho quý phụ huynh phải không ạ? Thấy là các đáp án có vẻ hơi bị san sẻ đều ở các đáp án ABCD luôn. Rồi, như vậy thì tôi sẽ kết thúc phần trả lời và chúng ta hãy cùng nhau xem kết quả nhé. Rồi, như vậy thì đa số mọi người chọn đáp án là D, nhưng vẫn có một số lựa chọn chọn là A. Và đáp án của chúng ta chính là D, IGCSE. Rồi, mọi người, các quý phụ huynh lưu ý trong cái câu hỏi này, đây là lứa tuổi từ 14 cho tới 17 tuổi, ha, và 70 môn và học từ tới 4 tới 7 môn, thì đây chính là cái bậc học IGCSE ha, tính chứng chỉ IGCSE. Thì nói một chút về IGCSE. Thì IGCSE là viết tắt của International General Certificate of Secondary Education, là chương trình giáo dục phổ thông dành cho học sinh có lứa tuổi từ 14 tới 17 hoặc là 14 tới 16 tuổi, được phát triển bởi Cục Khảo thí Quốc tế Cambridge. Thì đây là một cái tổ chức giáo dục phi lợi nhuận lớn nhất trên thế giới, ha, chuyên cung cấp các cái chương trình và bằng cấp giáo dục quốc tế cho học sinh từ tiểu học cho tới trung học phổ thông trực thuộc Đại học Cambridge luôn. Và cái tổ chức này vô cùng nổi tiếng và được tín dụng ở Anh Quốc. Vì vậy nên IGCSE được công nhận bởi tất cả các trường đại học hàng đầu ở Anh và cũng như là rất là nhiều nơi khác trên thế giới nữa, và cung cấp một cái nền tảng kiến thức vững chắc để học sinh tiếp tục học lên các bậc học cao hơn như IB, AP hay A-level. Và ở Anh thì hay là ở một số nước như Malaysia, những cái nước mà sử dụng hệ Anh Quốc đó, hệ chương trình của Anh, thì học sinh học xong IGCSE có thể ra đi làm luôn, giống như là ở bậc trung cấp ở Việt Nam mình khi mà có bằng phổ thông rồi lấy thêm một cái bằng trung cấp nữa, mình có thể ra đi làm luôn, và sau đó đi làm một thời gian thì có thể học tiếp lên những cái cao hơn, ví dụ như là A-level hoặc IB hoặc AP. Rồi, thì học sinh trong cái chương trình ICC có tới 70 môn học để lựa chọn theo cái ngành nghề và cái sở thích của bản thân. Thông thường các trường quốc tế thì ở Việt Nam thì sẽ học từ 5 tới 14 môn, thường là 5 môn. Và ba cái môn cốt lõi phải có trong chương trình ICCSE đó là Anh ngữ, tiếng Anh ESL, toán và khoa học. Và học sinh có thể chọn thêm, và thường là các trường quốc tế sẽ chọn sẽ tư vấn chọn thêm học sinh ở các cái môn thuộc nhóm khoa học xã hội, nghệ thuật và công nghệ. Rồi, đối với lại chương trình IGCSE á, không có tính điểm ra cái con số giống như là A-level, xin lỗi, SAT như hồi nãy, mà nó sẽ sử dụng thang điểm từ A sao cho tới E, A sao cho tới, xin lỗi, A sao cho tới U, và A sao là điểm tối đa. A sao là điểm tối đa. Và để đạt được mức điểm từ C trở lên thì học sinh bắt buộc phải lựa chọn cái cấp độ extended trong chương trình IGCSE. Tức là IGCSE nó còn chia làm hai kỳ thi nhỏ là core cơ bản và extended nâng cao. Thì học sinh học chương trình core thì chỉ tối đa lấy được điểm C thôi, còn học extended và thi extended thì mới lấy được từ C cho tới A sao. Rồi, câu số 3. Đây là một bậc học trong chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge. Học sinh ở lứa tuổi 18 tới 19 sẽ tham gia kỳ thi với các môn học lựa chọn trong 55 môn khác nhau, và học sinh thường sẽ thi từ 3 tới 4 môn thôi. Vậy thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn nào đây? A level, B IB, C AP và D IGCSE.
chúng ta sẽ chọn lại ha. Thì đa số mọi người đều đã chọn đúng, đó là đáp án A ha, A-level. Thì mình nhìn vào cái lứa tuổi là 18 đến 19, và chúng ta có thể nhìn vào cái số lượng môn chọn rõ ràng là ít hơn so với lại GCSE là chỉ chọn từ 3 đến 4 môn để thi thôi. Thì để nói kỹ về chương trình A-level thì Thịnh sẽ nhờ thầy Thành, tôi sẽ xin nhờ thầy Thành chia sẻ thêm một chút xíu về chương trình A-level. Chương trình này tên viết tắt của nó, nó là viết tắt của chữ của General Certificate of Education Advanced Level ha, là chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao. Dạ em mới xin mời thầy Thành tiếp lời ạ. Ok, thì quý vị phụ huynh có thể xem cái slide mà thầy Thịnh chia sẻ đó, là A-level nó có rất là nhiều môn. Thì học sinh sẽ học khoảng từ 3 cho tới 4 môn. Tùy theo cái yêu cầu của trường đại học. Trường đại học nó yêu cầu học cái gì thì thí sinh sẽ lựa những cái môn học trong tổng số những cái 55 môn này để thi, để đạt được cái yêu cầu của trường đại học. Thì A-level đó, nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất nó gọi là AS, là Subsidiary Level. Thì sau khi học một năm đó, thì các thí sinh sẽ thi thi để lấy nửa tín chỉ, rồi sau đó là học thêm một năm nữa để lấy A2. A2 nó là lấy full A-level. Thì như vậy á, tùy theo cái yêu cầu của trường đại học. Nhiều trường đại học nó chỉ yêu cầu là AS cái môn nào đó thôi, thì thí sinh sẽ học và thi năm thứ nhất hết là xong, coi cho nó như là một môn là xong. Ba môn còn lại là trường đại học nó yêu cầu là phải lấy A-level thì sẽ học tiếp lên năm thứ hai để thi. Thì lúc đó là sẽ có là thường thường là sẽ có ba cái A2 và một cái ES, tổng cộng là 4 môn. Thì cái đó là phụ huynh sẽ hỏi là 4 môn là môn gì, thì câu trả lời là tùy mà cái trường đại học nó yêu cầu học đó. Trước khi mà học A level thì các thí sinh đó sẽ nộp đơn vào các cái trường đại học nó coi cái bảng điểm ICSE hoặc là cái bảng điểm trong trường phổ thông đó, rồi nó sẽ yêu cầu là nó sẽ chấp nhận cái đơn đó hay không, với điều kiện là thí dụ như là có 3 cái điểm A level hoặc là 2 điểm A 1 điểm B vân vân. Thì sau khi mà có nhiều cái offer của trường rồi thì thí sinh sẽ dồn sức để nó học những cái môn mà theo cái thế mạnh hoặc theo đúng cái yêu cầu của trường đại học. Và thí sinh có thể cho xin cái slide tiếp theo. Ok, thì cái này thì thầy Thịnh có thể trình bày được. Thầy Thịnh Chương trình A-level á, thì nhiều phụ huynh cứ nghĩ là A-level thì chỉ dành cho những cái trường nào ở Anh thôi hoặc là theo hệ Anh thôi, nhưng thực ra càng ngày thì A-level càng được chấp nhận ở rất là nhiều nơi trên thế giới, và có cả những cái trường top top đầu của Mỹ nữa, những cái trường thuộc hệ thống Ivy của Mỹ, hơn 680 trường được công nhận cái bằng A-level ở Mỹ và đều được đánh giá cao bởi hội đồng tuyển sinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu trắc nghiệm cuối cùng. Đây là chương trình tú tài quốc tế, mục tiêu là phát triển toàn diện các lĩnh vực cho học sinh. Học sinh sẽ được tiếp cận kiến thức tổng quát từ 6 nhóm môn học xây dựng sẵn: A-A-level, B-IB, C-AP và D-IGCSE. Đều đã chọn đáp án chính xác, đó là đáp án B ha, đó là chương trình IB. Thì lại một lần nữa thì Thịnh sẽ mời thầy Thành, tôi xin mời thầy Thành tiếp tục chia sẻ về chương trình IB, một chương trình mà thầy đã có rất rất nhiều năm giảng dạy, có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta về một chút xíu tổng quát thế nào là IB và đặc điểm của nó là gì. Rồi xin mời thầy ạ. vâng. Thì đầu tiên thì tôi cũng xin trình bày như thế này, nó hơi dài dòng một chút. Là trước đây khi tôi bắt đầu đi dạy ở bên Malaysia là tôi dạy A-level, rồi sau đó trường yêu cầu tôi là dạy IB. Thì cái cảm giác đầu tiên của tôi khi dạy IB là nó rối, nó không có như A-level. A-level là tiếng Anh gọi là exam orientation, tức là
học để đi thi, giống như là cái mindset của người Việt. Còn IB thì nó rất là rắc rối. Thì đầu tiên á, quý vị có thể thấy nhìn trên cái slide mà chị Thịnh chia sẻ trên màn hình á, là bên tay phải của quý vị nó có 6 nhóm môn. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Thì thí sinh mà muốn học IB á, thì mỗi một cái nhóm môn này lấy một môn, tức là thành ra là 6 môn. Thì trong 6 môn này phải lấy 3 môn là nâng cao, tức là higher level, viết tắt là HL ở bên tay trái quý vị có thể thấy. 3 môn còn lại là cơ bản SL. Thì sẽ có phụ huynh hỏi là 3 môn thì thế nào là nâng cao, thế nào là cơ bản. Thì câu trả lời cũng là tùy thuộc vào cái trường đại học mà nó yêu cầu. Ví dụ như là một em nó muốn học về cái ngành kỹ thuật hoặc là kỹ sư hoặc là học về khoa học thì đương nhiên là toán là phải lấy nâng cao, và những cái môn khoa học như là hóa, lý vân vân thì sẽ lấy nâng cao tùy. Và nhiều khi là nó còn rắc rối là nhiều khi các em nó đổi môn, nó đổi cái ngành, thì đang ba cái môn cơ bản này, ba môn đã đổi qua cái ba môn cơ bản khác, thì cái thời khóa biểu và cái cách sắp xếp chương trình nó lại phải thay đổi, tức là nó rất là ảnh hưởng tới cái quá trình dạy học của giáo viên cũng như là cái quá trình sắp xếp thời khóa biểu của nhà trường. Do đó học IB cái yêu cầu đầu tiên là phụ huynh và các em thí sinh là phải xác định rõ là mình muốn học cái ngành gì ở trường đại học. Và một khi đã chọn rồi là đừng có đổi nữa, tại vì đổi nó đổi cái thành phần ở trong là nó rất là rắc rối. Thì Thịnh có thể vui lòng cho xin tiếp cái slide sau. Và ngoài 6 cái môn học truyền thống như mình đã nói trong cái slide trước đó, trong 6 môn thì nó còn 3 cái môn ngoại khóa đó, là CS như là hoạt động ngoại khóa đó. Thì thường thường một năm á, lúc mà chưa có dịch Covid á, một năm á, các cái học sinh IB này phải làm hai cái chuyến thiện nguyện, một cái là ở trong nước nội địa, một cái thường thường là ra nước ngoài. Thì để có kinh phí làm những cái việc thiện nguyện này thì học sinh IB phải tự gây quỹ, ví dụ như là in áo hoặc là khoản làm những cái hoạt động là bán hàng vân vân để thu cái tiền trang trải cho cái chi phí chuyến đi. Nếu mà cái chi phí chuyến đi mà nó không có đủ thì nhà trường sẽ cung cấp thêm tài chính, và nếu chưa đủ nữa thì phụ huynh phải đóng thêm tiền để chi trả cho cái chuyến đi đó. Và cái chuyến đi đó sau khi xong phải có cái chứng nhận là đã hoàn thành. Thì thường thường là CS là gần như là sẽ được một điểm cộng thêm cho cái điểm tổng quát cuối cùng của kỳ thi IB. Rồi còn một cái nữa là EE. Quý vị phụ huynh nhìn bên tay trái có chữ EE Extended Essay, tức là trong 6 môn mà thí sinh lựa chọn thì các em thấy thích một cái môn nào, ví dụ như là một em thích toán đi, thì nó viết một cái bài tiểu luận về toán. Và cái gì, một cái chủ đề bất kỳ trong cái chương trình học, viết trong vòng khoảng 18 cho tới 20 trang. Rồi sau đó nó sẽ làm thuyết trình ở trước hội đồng giáo viên. Thì sau đó cái bài đó sẽ gửi cho IB để chấm cho điểm ABCD tùy. Rồi cái nữa là TOK, Theory of Knowledge. Thì cái này nó giống như là triết học. Thì các em cũng làm cái bài tiểu luận về triết, thí dụ như là triết mà ứng dụng trong quán là như thế nào, triết ứng dụng trong khoa học là như thế nào, triết ứng dụng trong sử thế nào vân vân. Thì cũng sẽ trình bày trước hội đồng giáo viên, có thu băng, thu video clip lại gửi qua IB. Rồi người ta sẽ chấm điểm, người ta sẽ moderate lại cái điểm mà giáo viên của môn cho. Như vậy thì quý vị phụ huynh có thể nhìn qua bên tay phải, có thể thấy là gì? 6 môn học á, mỗi một môn tối đa là 7 điểm. Thì trong cái 6 môn, mỗi môn ví dụ như là toán lý hóa kiểu như là Việt Nam mình á, thì mỗi em nó phải viết thêm một cái bài gọi là IA.
internal assessment 6 môn và 6 bài A, thì cái điểm của bài A này sẽ cộng vào cái điểm thi cuối cùng, và điểm số tối đa của mỗi môn là 7 điểm. Như vậy thì 6 môn quý vị có thể tính được 6 môn tối đa là 42, đúng không? Cộng với lại 3 cái hoạt động ngoại khóa này, nếu hoàn thành tốt tùy theo cái ma trận điểm ấy, thì sẽ được thêm tối đa là 1 điểm nữa. Tức là tổng cộng tối đa một học sinh IB điểm tối đa là 45 điểm. Thì thường thường là CAS, cái hoạt động ngoại khóa là thường thường là gần như là đã được cộng 1 điểm rồi. Với điều kiện mình đừng có làm cho phụ giáo viên phụ trách người ta mất lòng hay gì, người ta phê vô thì thường thường là được 1 điểm rồi, đương nhiên là có rồi. Thì Thịnh có thể vui lòng cho slide tiếp. Như vậy thấy cảm ơn thầy Thành rất là nhiều ha. Chúng ta có thể thấy là mỗi cái kỳ thi, mỗi cái bằng cấp nó đều có những cái đặc điểm rất là riêng biệt, và để đạt được những cái điểm số cao thì vô cùng là khó khăn. Thì ở đây tôi xin tổng hợp lại một chút xíu về các cái kỳ thi mà chúng ta sẽ thường gặp ở trong cái việc chuẩn bị cho học sinh đi du học hoặc là học cái chương trình quốc tế. Chúng ta có IGCSE, chúng ta có SAT, ACT, là chúng ta có A-Level, chúng ta có IB, chúng ta có AP, vân vân ha. Thì ở đây thì tôi sẽ có một cái sơ đồ thống kê lại một chút xíu. Thì đối với lại hệ Anh á, ở cái bên trái á, thì chúng ta đã thấy là từ tiểu học tới trung học phổ thông nâng cao là nó thành một cái từng cấp độ Cambridge, cái tổ chức Cambridge đã chia ra từng cấp độ luôn, từ tiểu học cho tới nâng cao luôn. Là Checkpoint Primary, Checkpoint Secondary, rồi tới IGCSE, rồi tới A-Level. Còn đối với lại ở Mỹ á, thì ở phần dưới phổ thông á, thì các cái bang ở các cái trường khác nhau thì thường là sẽ tự chọn cho mình một cái giáo trình riêng, sách giáo khoa riêng, vô và sách giáo khoa luôn, muốn học cái gì thì học. Nhưng mà sẽ có một cái kỳ thi chuẩn hóa chung, đó là kỳ thi SAT. Thì thường học sinh sẽ chỉ cần đạt được cái điểm số cao kỳ thi SAT rồi nộp vào trường đại học. Ngoài ra thì đối với AP là một cái kỳ thi cao hơn, khó hơn, thì học sinh học xong AP thì có thể có những cái tín chỉ có điểm quy đổi ở trong đại học luôn. Ví dụ như điểm AP được 5 thì có thể đổi thành điểm A. Ví dụ như thi AP môn lý được 5 điểm ở trong AP thì có thể đổi thành điểm A ở trong phần vật lý đại cương ở trong đại học. Ngoài ra ở đây còn có cái IB nữa mà thầy Thành vừa mới chia sẻ, thì cái IB được chấp nhận không chỉ ở Anh mà ở Mỹ luôn và ở rất là nhiều nơi khác trên thế giới nữa. Cho nên nó là một cái bằng tú tài giống như là toàn cầu vậy đó. Vậy thì cái sự chấp nhận và cái tỷ lệ đậu đại học của IB với A-Level hay là các cái bằng cấp thì sẽ như thế nào? Thì với cái thống kê của Telegraph á, thì 89% những học sinh thi A-Level và 69% những học sinh có bằng tú tài quốc tế IB thì đều thành công trong việc nhập học đại học mà mình mong muốn. Và theo thống kê thì Cambridge, cái hệ thống chuẩn Anh Cambridge thì được 1.400 tổ chức công nhận tại hơn 195 quốc gia, và IB thì 2.000 tổ chức tại hơn 75 quốc gia. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là những cái bằng cấp và chứng chỉ quốc tế mà chúng ta có thể học và thi tại Việt Nam thì hoàn toàn có thể giúp chúng ta có thể đi khắp mọi nơi trên thế giới. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà chúng ta đã có ý định cho con mình đi du học, thì ở đây khi mà tham dự workshop này chắc là quý phụ huynh cũng có đâu đó những cái ý tưởng về việc sẽ cho con mình đi du học, đúng không? Vậy thì không biết là quý phụ huynh thường sẽ đặt câu hỏi gì cho con để định hướng cho con, thì rất là mong quý phụ huynh có thể chia sẻ trong phần chat được không ạ? Là thường là câu hỏi mà quý phụ huynh đặt cho con mình là gì để chuẩn bị cho con trong việc du học sau này. Rồi ở đây thì tôi cũng xin tổng hợp lại một số câu hỏi mà phụ huynh cũng rất là hay hỏi con và chia sẻ với trung tâm. Thứ nhất là ví dụ như là con thích đi du học nước nào. Thường á, học sinh á, nhiều khi ví dụ như học sinh nhỏ sẽ không biết là mình
thích cái gì cụ thể đâu, nhưng mà kêu là đi Anh đi Mỹ thì rất là thích đó, thì thường là như vậy. Rồi con đã biết mình thích học ngành gì chưa đó, ngành nghề mà con thích là gì. Rồi con có biết gì về cái trường của con không, con thích cái trường nào và cái trường đó cái độ tuổi nhập học là bao nhiêu, con đi du học, con muốn đi du học ở phổ thông, du học ở trung học cơ sở hay du học ở đại học. Rồi con còn bao nhiêu thời gian, xin lỗi, đặc điểm của cái bài thi và chứng chỉ mà con muốn thi là gì, giống như là chúng ta vừa mới tìm hiểu nãy giờ đó, rất là phức tạp luôn, mỗi kỳ thi mỗi chứng chỉ là nó có cái kết cấu cấu trúc rất là khác nhau, phức tạp, đòi hỏi là mình phải tìm hiểu thật kỹ. Rồi thời gian chuẩn bị của chúng ta là gì, rồi thường độ tuổi nào con đi học tốt hơn đó, những cái đó thì chúng ta đều phải xác định thật là kỹ trước khi mà mình lập một cái kế hoạch. Rồi như vậy thì để có một cái kế hoạch ôn thi, xây dựng một kế hoạch ôn thi hiệu quả, thì tôi sẽ xin chia sẻ cái bốn bước ha, bốn cái giai đoạn mà chúng ta nên thiết lập. Thứ nhất là xây dựng mục tiêu. Thứ hai, tạo một cái plan, một cái checklist chi tiết, một cái kế hoạch chi tiết cụ thể. Thứ ba là bắt đầu thực hiện thực thi theo cái kế hoạch đó, học cuốn chiếu. Và thứ tư là giai đoạn luyện đề ha. Thì ở giai đoạn 1, xây dựng mục tiêu, thì sau khi trả lời hết được những cái câu hỏi mà con đặt ra, phụ huynh đặt ra đó, đó thì mình đã chọn được là cái ngôi trường mà con muốn muốn học là cái gì rồi, mức điểm con mong muốn đạt được là bao nhiêu nè. Đó, để đạt được cái ngôi trường đó thì phải đạt được điểm A. Điểm A sao? Ở môn toán, môn lý, A-level chẳng hạn. Đó, thì xác định thật là kỹ là cái mục tiêu của con có phù hợp với cái khả năng của con và thời gian điều kiện của mình hay không. Rất là nhiều phụ huynh đặt cho con những cái mục tiêu rất là cao lớn nhưng mà không có để ý tới cái khả năng năng lực thực sự của con, là con chỉ ở mức trung bình thôi nhưng lại muốn học những cái trường quá top, hoặc là phụ huynh đặt mục tiêu muốn đi du học nhưng lại ép con là phải học tốt, thật tốt cái chương trình ở trong nước đó. Thì khi mà con phải kham quá nhiều chương trình như vậy thì nhiều khi con lại không không thể làm nổi với cái mục tiêu mà mình muốn đặt ra. Rồi như vậy thì sau khi xác định kỹ cái mục tiêu, mức điểm mà muốn đạt, thì mình sẽ phải tạo ra một cái plan chi tiết cho bản thân. Thì ở cái giai đoạn này á, tôi đánh một cái dấu sao ở đây. Tại sao lại tôi lại đánh cái dấu sao ở đây? Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh là những cái giai đoạn mà có dấu sao là những giai đoạn thường được có sự hỗ trợ của giáo viên hoặc là người tư vấn viên ha. Thì thứ nhất là phải xác định được là cái môn học mà mình thi á là có bao nhiêu cái chủ đề, những cái chủ đề đó chi tiết như thế nào, thời gian học cho từng cái chủ đề nhỏ là bao nhiêu tuần, bao nhiêu giờ cho mỗi chủ đề nhỏ, và có một cái cột ghi chú giống như là đánh giá định kỳ thường xuyên về cái chủ đề mà mình học đó. Thì tại sao lại có sự hỗ trợ giáo viên ở bước này? Bởi vì giáo viên là người hiểu rõ nhất cái kỳ thi, giáo viên là người hiểu rõ nhất cái cách đánh giá một cách chính xác, nhận xét rõ được cái lỗi sai của học sinh. Cho nên là cái giai đoạn này nên có sự hỗ trợ của giáo viên ha. Nếu như quý phụ huynh nào mà hiểu về cái chương trình mà con học thì cũng có thể giúp con cũng được. Rồi sau khi mình làm ra một cái plan chi tiết rồi ha, tuần này học cái gì, tuần kia học cái gì, rồi tuần 3, tuần 4, tuần 5, tuần 6 học cái chủ đề gì rồi, thì mình sẽ bắt đầu thực hiện cái kế hoạch đó. Mình sẽ cuốn chiếu cái kế hoạch đó ha. Thường giai đoạn này sẽ từ 6 tháng tới 1 năm. Chúng ta sẽ đi qua từng topic một trong cái plan, cái checklist mà chúng ta làm. Rồi chúng ta sẽ thấy là học sinh phải thông hiểu và tóm tắt được lý thuyết của cái phần mình đã học, thì thông qua việc đọc sách hoặc là nghe giảng. Thì ở đây tôi lại tiếp tục nhấn mạnh là cái bước này vô cùng quan trọng và nên được sự hướng dẫn của giáo viên ha. Giáo viên sẽ là người giúp cho học sinh tóm gọn lại lý thuyết một cách dễ dàng nhất và sát nhất với lại cái syllabus, cái cấu trúc đề thi. Rồi lập danh sách từ vựng và thuộc những cái từ vựng đã học. Và bởi vì ở đây tôi nhấn mạnh là các kỳ thi chứng chỉ phổ thông quốc tế, cho nên là đây là học bằng ngôn ngữ và tiếng Anh, cho nên là phải có cái bước này.
và luyện tập các cái câu hỏi và mức độ là từ dễ, trung bình tới khó. Tại sao bước này tôi đánh dấu sao? Bởi vì học sinh thì thường nhiều khi không có biết lựa chọn câu hỏi phù hợp để xây dựng những cái nấc thang cho mình để bước lên ở trong cái việc chiếm lĩnh tri thức. Cho nên là ở đây cũng cần có sự hỗ trợ của giáo viên ha. Giáo viên sẽ thiết kế một cái hệ thống câu hỏi sao cho nó phù hợp nhất, nó đi từ dễ tới khó, xây dựng cho học sinh một cái bước tiến đều đặn trong việc hiểu những cái vấn đề trong môn học. Và cuối cùng là đánh giá, tự mình đánh giá hoặc là nhờ giáo viên hoặc là nhờ ai đó đánh giá được cái performance, cái thể hiện của mình trong từng cái chủ đề cụ thể. Rồi, ở giai đoạn 4 là giai đoạn luyện đề. Thì bất kỳ một cái việc mà thi một cái chứng chỉ gì đó, thì kể cả thi TOEFL, IELTS, thi FLYER hay là thi kể cả thi Trần Đại Nghĩa thì hay là bây giờ đến cả thi HSE, A-level thì cũng phải có giai đoạn luyện đề. Thì giai đoạn này thường từ 3 đến 6 tháng thôi. Và chúng ta sẽ luyện đề như thế nào? Ở đây có một số phụ huynh có con học Trần Đại Nghĩa thì chắc cũng đã khá là rành rồi đúng không? Chúng ta sẽ luyện tập các cái đề thi thật, ưu tiên các cái đề thi gần nhất hoặc là những cái đề thi bám sát cái cấu trúc đề ở những cái năm gần nhất. Và cái thứ hai là vô cùng quan trọng luôn, đó là phân tích lỗi sai bản thân hay gặp. Thì cái bước này tiếp tục phải có, nên có cái sự hỗ trợ của giáo viên, bởi vì học sinh không thường tự nhận ra cái lỗi sai của mình. Đó, cứ làm đề này qua đề kia, làm đề 1 qua đề 2 qua đề 3 qua đề 4, làm hoài mà vẫn sai. Ha, vẫn sai, không có ai chỉ ra lỗi sai cho mình hết. Rồi, thứ ba là xem và phân tích các cái answer key, những cái đề, những cái đáp án mẫu và bài chấm mẫu từ giám khảo. Tại sao tôi lại nói như thế này? Bởi vì những cái môn mà trắc nghiệm á, như SAT á, thì có thể là cái phần answer key nó cũng chỉ là đáp án ABCD thôi. Nhưng những cái môn tự luận, đó, ví dụ như là kỳ thi của HSE, A-level hay là IB á, là đòi hỏi là học sinh phải biết cách viết, biết cách trả lời như thế nào để đúng cái trọng tâm của cái đề bài và không có viết những cái gì, không có viết những cái lỗi sai nào rồi. Và phần viết luận nữa, ví dụ như là IB có phần viết TOK đó, thì xem những cái bài mẫu, phân tích những cái bài mẫu là một cái vô cùng quan trọng luôn. Vậy thì từ đó thì tôi cũng rút ra được một cái số cái khó khăn, tôi và thầy Hành cũng rút ra được một số cái khó khăn, những cái hạn chế mà học sinh Việt Nam mà thậm chí cả học sinh quốc tế thường hay gặp phải khi mà học cái chứng chỉ, cái luyện thi cái chứng chỉ kỳ thi quốc tế này. Cái thứ nhất, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam luôn, đó là rào cản ngôn ngữ. Đó, một cái lượng từ vựng học thuật khổng lồ. Rất là nhiều phụ huynh hỏi ban chuyên môn là bây giờ con tôi tiếng Anh như thế nào thì nên rèn luyện tiếng Anh như thế nào để có thể học được IGCSE, để có thể học được A level. Thì đối với IGCSE á, thì tôi nghĩ là IELTS, tôi đang nói cái bằng IELTS là cái bằng rất là phổ biến nhất á, thì khoảng 4.5, 5 chấm. Còn A level thì chắc cũng phải từ 5.5, 6 chấm trở lên. Còn IB á, IB là cái khó về mặt viết nhiều á, thì chắc là phải từ 7 chấm trở lên. Đó, thì chúng ta thấy là cái ngôn ngữ tuy đó là phương tiện thôi, nhưng mà học sinh cũng phải chuẩn bị từ trước, từ rất là sớm. Cái lượng từ vựng học thuật rất là nhiều luôn. Một môn nha, tính trung bình một môn thôi là từ 500 đến 800 từ cho các môn khoa học tự nhiên. Thì đây là cái số lượng từ vựng mà tôi thống kê từ bản thân cái môn vật lý của tôi luôn. Là tôi làm một cái list từ vựng dành cho học sinh, thì tôi thấy là cũng khoảng 500 đó, hơn 500 từ, hơn 500 cái terms để mà học. Còn đối với môn khoa học xã hội, ví dụ như là môn văn học nè, business nè, thì có cả thi khoảng 1.000 tới 2.000 từ. Rồi, cái thứ hai á, là kỹ năng đọc hiểu chưa tốt. Nhiều học sinh chỉ có từ vựng giỏi thôi, nhưng mà khi mà ráp nó vô một cái đoạn văn, đó, một cái đề bài mà dài dài xíu là bó tay liền. Đó, thì không chỉ học sinh tiểu học
là thi Trần Đại Nghĩa đâu, mà kể cả học sinh trung học phổ thông hay trung học cơ sở khi đọc đề IGCSE cũng than với tôi là sao đề bài dài quá, lười đọc quá, đọc vô không hiểu. Nhưng mà khi tôi giải thích, phân tích ngắn gọn lại hay thậm chí là dịch tiếng Việt thì học sinh lại sao nó dễ dữ vậy. Học sinh Việt Nam giỏi tính toán lắm nhưng mà nhiều khi đọc hiểu lại không tốt. Và thứ ba là cái kỹ năng viết luận. Ha, ví dụ như SAT nè, đó là có cái phần viết luận nè. Ví dụ như IB cũng có phần TOK nè, đó. Kỹ năng viết luận học sinh khá là tệ. Kỹ năng writing á, cho nên á là đôi khi á chúng ta khi mà học tiếng Anh thì cứ nghĩ là nó là phương tiện, nhưng mà cái phần viết luận, cái phần writing trong tiếng Anh cũng rất là quan trọng. Và cái thứ hai á, mà học sinh Việt Nam còn rất là nhiều hạn chế, đó là kỹ năng thực hành và thí nghiệm. Có nghĩa là học sinh Việt Nam rất là giỏi những cái bài tập về thuần về tính toán, thuần về lý thuyết. Tuy nhiên mà khi đổi những cái bài tập về dạng thí nghiệm hoặc là dạng thực hành thì học sinh thường tỏ ra lúng túng, dù rằng thực sự là nó không khó, thậm chí là có những bài chỉ là thế số vô thôi, thế số vô thôi, nhưng mà không quen thì không làm được. Cho nên là học sinh Việt Nam là ít tiếp xúc cái dạng bài này. Thứ hai á, là cái tư duy thực hành chưa được chú trọng và rèn luyện, xem nhẹ nó. Kể cả cái trường quốc tế hiện tại, tôi để ý thấy là tuy là cũng có tiết thực hành đó, nhưng mà học sinh cũng không có thực sự quá quan trọng những cái tiết đó. Nhưng mà những cái tiết đó là hoàn toàn là vô cùng quý giá để con có thể làm tốt những cái paper về thực hành. Rồi, chưa thành thạo những cái dạng bài phân tích biểu đồ và mô hình ha, thì cứ gặp những cái bài biểu đồ là không biết đâu trục tung, đâu trục hoành, rồi nhìn vô cái biểu đồ thì nhìn cái đồ thị nó như thế nào. Và cái khó khăn cuối cùng á, đó là không có kế hoạch hợp lý. Cái không có kế hoạch hợp lý này á, nó bắt nguồn ngay từ cái đầu tiên là xác định mục tiêu, cái giai đoạn 1 là phụ huynh đặt cho con câu hỏi nhưng mà lại không có lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của con, mà không có xác định đúng cái năng lực của con đó. Cho nên là dồn cho con học quá nhiều thứ, ví dụ như học sinh đang học chương trình Việt Nam thì phụ huynh muốn cho con thêm cả chương trình quốc tế nữa để đi thi và lấy bằng để du học, thì giống như là con vừa phải học để thi trung học phổ thông quốc gia và vừa phải thi A level, thì hai cái đó nó giống như là nó ngang ngửa nhau vậy đó, mà con phải học cả hai cái thì rõ ràng là không phải học sinh nào cũng có thể đủ xuất sắc để có thể kham nổi những cái khối lượng lớn như vậy. Cho nên là lời khuyên của tôi là xác định đúng cái năng lực của con, và nếu đã chọn hướng đi du học thì nên tập trung vào du học thôi, những cái bằng cấp du học thôi, như IELTS, A-Level, IGCSE, SAT thôi. Còn điểm số học của con trong cái chương trình Việt Nam mình có thể giảm nhẹ đi, có thể là con được 7-8 điểm hay 5-6 điểm thôi cũng được rồi. Rồi, thì như vậy thì áp lực của phụ huynh chưa chắc đã biến thành động lực cho con ha. Như vậy thì từ đó thì mình sẽ không có một cái kế hoạch ôn tập hay là cái checklist cụ thể. Nhiều học sinh cứ đăng ký các cái khóa học rồi không có biết là thầy cô sẽ cho con học cái gì, cái lộ trình cụ thể như thế nào, pathway từng buổi như thế nào, topic nào sẽ được học trong tuần này tuần kia gì không. Chả có gì, cứ đến buổi đó là học thôi, đến buổi đó là học thôi, không có quan tâm tới việc là cái lộ trình như thế nào. Thì khi mà không có một cái nhìn tổng quát thì mình sẽ không có rút ra được những cái kinh nghiệm gì khi mà đi qua những cái topic. Rồi, cái thứ hai nãy tôi cũng đã nói nhiều rồi ha, ôm đồm quá nhiều chương trình cùng một lúc. Thứ ba, đây, chỉ tập trung luyện đề và bỏ qua các cái giai đoạn xây dựng nền tảng. Có nghĩa là sao? Nhiều học sinh á, cứ nghĩ là thi mấy cái này thì cứ luyện thật đề thật là nhiều, cứ sưu tầm đề thật là nhiều, giải thật là nhiều đề. Nó ăn sâu từ cái tiểu học rồi, các quý phụ huynh ạ. Ví dụ như là thi Trần Đại Nghĩa cũng vậy, hay là thi các kỳ thi IELTS, TOEFL cũng vậy. Cứ cho tôi thật nhiều đề đi, cho tôi trung tâm, cho tôi thật nhiều đề đi để tôi giải, để tôi giải. Nhưng mà thực ra không bao giờ là giải đề là đủ hết. Khi mà mình giải một cái đề là mình phải rút ra được rất là nhiều thứ, từng câu một. Cho vậy là đối với tôi, ví dụ như một cái đề mà 2 tiếng đi,
mà tôi giải, bản thân tôi ngày xưa cũng luyện thi rất là nhiều, mà tôi giải một cái đề 2 tiếng thì sau đó tôi phải phân tích lại, xem đi xem lại cái lỗi sai của mình, tìm những cách giải khác, phân tích rất là kỹ thêm 2 tiếng nữa. Đó thì cái cách giải đề nó cũng là một cái gì đó nó không phải đơn giản đâu. Và bao giờ các cái khóa luyện thi, ví dụ như đó trung tâm STEM House, thì bao giờ cũng sẽ có một cái phần đầu tiên là cái phần review lại các cái topic. Tuy là thời gian không còn nhiều, ví dụ 6 tháng thôi, nhưng vẫn phải có cái phần đó để nắm chắc lại cái phần lý thuyết cơ bản đã. Rồi sau đó phần giải đề thì mình mới bắt đầu rút ra thêm những cái lỗi sai và kinh nghiệm. Rồi như vậy thì tôi cũng đã chia sẻ khá là nhiều về những cái kinh nghiệm về luyện thi các cái chứng chỉ và phổ thông, các chứng chỉ phổ thông quốc tế ha. Thì ở đây tôi sẽ xin trả lời một số câu hỏi mà quý phụ huynh hay đặt ra cho trung tâm. Tôi có tổng hợp lại ở đây. Câu hỏi thứ nhất đó là chương trình IB phổ thông thì khác gì với lại A-level và cái nào khó hơn? Thì ở đây xin mời thầy Thành là người có kinh nghiệm dạy luyện thi cả hai chương trình thì sẽ xin chia sẻ phần này cho quý phụ huynh ạ. Dạ. Thì xin chào quý vị phụ huynh và cảm ơn thầy Thành đã nhường lời cho tôi. Thì quý vị phụ huynh có thể nhìn trên màn hình á, là tôi có làm cái slide nó chia làm hai phần. Một bên là IB, bên là A-level. Thì như đã trình bày phần trước á, là IB học là 6 môn, trong khi A-level là học 4 môn thôi, hoặc là 3 môn. IB hết là học, cái khóa học nó là 2 năm. Và khi học hết 2 năm thì thi một lần thôi. Ngồi thi một lần, thi hết 6 môn là xong. Còn A-level thì nó chia ra thi 2 lần. Một lần là AS sau năm thứ nhất ấy. Sau đó là thi A2 năm thứ hai. Hoặc thí sinh có thể chọn là cuối cùng thi một lần luôn, 4 môn luôn ở năm thứ hai. Thì cái đó là tùy chọn. Nhưng mà theo cá nhân tôi thấy là A-level nó chia làm hai phần thì nó giảm cái áp lực ra cho thí sinh. Rồi quý phụ huynh có thể hỏi là con tôi là nó thích hợp học IB hoặc hay là A-level. Thì thường thường á, những cái em học sinh nào mà giống như cái tính cách nó hoạt bát á, thì nên chọn IB. Bởi vì IB như quý vị phụ huynh có biết á, là học 6 môn, trong đó có những cái môn thí dụ như là ngoại ngữ nữa, như là học tiếng Pháp hoặc là tiếng Đức vân vân. Hoặc là học lúc nãy tôi coi trong cái ô chat là có em hỏi là con thích học nghệ thuật cái gì hay là học cái nào. Thì trong IB ấy, nếu mà em nào nhìn kỹ ấy, nó có một cái nhóm môn là về art, tức là trong đó nó có phần nghệ thuật ấy, là vẽ hoặc là dancing, là khiêu vũ, hoặc là âm nhạc, hoặc là thể thao. Bên A-level cũng có nữa. Thì thí dụ tôi xin kể một cái chuyện ở ngoài là năm ngoái là cái bà giống như là chủ cái trường mà tôi đang dạy, bà 70 mấy tuổi rồi, nhưng mà bà thích nghệ thuật, thích vẽ, thì bà mới thi IB, mà bà chỉ thi cái phần art thôi, tức là đặt cách chỉ thi sinh thi một môn thôi, đáng lẽ là thi 6 môn nhưng bà chỉ thi một môn là art và vẽ thôi. Thì thi xong là bà được 5 điểm. Thì bà mới nói đùa là tôi thi có một môn 5 điểm mà mất hết cả năm trời, vất vả thán phục những cái học sinh của tôi một mình mà nó học với 6 môn rồi làm IAEA các kiểu. Còn bà là chỉ xin thi một môn mà đã vất vả như vậy, nhưng mà bà thi được 5 điểm là cũng chấp nhận được. Hoặc là năm vừa rồi cũng có một cô giáo cũng 50 mấy tuổi, cũng trạc của tôi, cũng thi hội họa cũng được 5 điểm và cũng than trời, tại vì nó rất là nhiều cái công việc phải làm. Tức là đối với IB hoặc là A-level không nhất thiết là phải lấy hoàn toàn đủ tín chỉ, mà có những người người ta lớn rồi, người ta muốn thử sức, người ta vẫn có thể đăng ký thi và chỉ thi một môn thôi, tại vì nhiều khi lớn tuổi người ta không có thể kham nổi 6 môn hoặc là 4 môn đó. Thì
Đối với lại IB, quý vị phụ huynh thấy nhận thấy con em của mình nếu mà nó có khả năng học những cái môn ngoại ngữ khác, hoặc là nó giỏi thể thao, hoặc là thích vẽ, thì nó có thể chọn IB. Và đặc biệt là thích viết, tại vì IB phải viết nhiều. Còn những cái em nào mà nó kiểu như là học sinh Việt Nam mà thích học, gọi là học học gạo đó, học gạo học, thì chỉ cần bốn môn là đủ, thì học A-level. A-level là vô là chỉ học, học rồi để đi thi, exam orientation, học là để đi thi chứ không có làm thiện nguyện hay là viết TOK, gì vân vân. Vô là học làm thí nghiệm là tới đó xong rồi là 2 năm thi. Đấy. Thì phải coi cái tố chất của con em nào mà nó cái tính mà nó như là nó sống nội tâm, nó chỉ thích giống như làm việc kiểu như học sinh Việt Nam thì học A-level là tốt. Còn em nào mà nó thích kết bạn, nó thích giao lưu vân vân, học IB. Nhưng IB là phải biết sắp xếp thời gian, nó gọi là time management. Trong những cái khóa mà đào tạo giáo viên cũng vậy, cái phần đăng time management là người ta nhấn mạnh rất là nhiều, bởi vì nó 6 môn còn phải làm thiện nguyện này kia, những cái tháng hè nó rất là mất thời gian. Thì Thịnh có thể tiếp cái slide sau Dạ. không? Rồi, câu hỏi tiếp theo là con tôi học trường công thì liệu có thể thi điểm cao trong các kỳ thi IGCSE, A-level, SAT, AP vân vân hay không? Dạ, thì câu trả lời là hoàn toàn có thể được. Hoàn toàn có thể được. Và ở STEM House cũng đã có rất là nhiều học sinh, và thật sự nói đúng hơn là đa số học sinh là học sinh học trường công và thi các cái kỳ thi như là Checkpoint hay là IGCSE thì điểm cũng rất là cao ha. Và ví dụ như em tôi xin chia sẻ, ví dụ như học sinh của tôi dạy là Thảo Nguyên cũng đã học IG bên STEM House được 3 năm, thì con học trường công. Và thật sự ra thì nói một chút, không phải là gì, nhưng mà sức học của con trong trường công hoàn toàn không phải là xuất sắc, thì con cũng chỉ đạt điểm trung bình thôi. Ví dụ môn lý thì con cũng chỉ đạt 5-6 trên lớp thôi. Nhưng mà thi science thì con vẫn có thể đạt được A. Có nghĩa là khi mà xác định đúng được mục tiêu và dành thời gian đúng cho cái môn mà mình thích thì hoàn toàn vẫn có thể làm được, và theo đúng cái kế hoạch mà các thầy cô đưa ra cho mình thì hoàn toàn có thể đạt được điểm cao. Không cần thiết phải học ở trong trường quốc tế thì mới có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế. Rồi, câu hỏi tiếp theo là chắc dành cho thầy Thành là mất bao nhiêu lâu để nâng band điểm từ ví dụ như từ B lên A, từ A lên A sao trong A-level, hoặc là từ 4 lên 5 ở trong IB, và lời khuyên của thầy là gì? Dạ, xin cảm ơn thầy Thịnh. Thì ở đây phải xác định rõ là thí dụ khi mà phụ huynh hỏi những cái câu hỏi như vậy đó, là phụ huynh thường liên tưởng tới IELTS. Thì xin nói lại là IELTS nó là một cái chứng chỉ, nó chỉ có giá trị trong vòng 2 năm thôi, chứng chỉ tiếng Anh. Trong khi A-level hay là IB đó, nó là một cái diploma, tức là một cái bằng, nó có giá trị vĩnh viễn luôn. Thì nếu mà nói là để nâng cái băng điểm này, bắt cái băng điểm này lên là từ B đến A hay là A lên A sao vân vân, thì thường thường nó A-level nó có 2 kỳ thi, IB cũng vậy, một cái kỳ thi vào tháng 5, tháng 6 và một cái kỳ thi vào tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 10, tháng 11, tháng 5, tháng 6, tháng 10, tháng 11. Thì nếu mà thi tháng 5, tháng 6 xong mà thấy điểm nó không có được cao, hoặc là mình chưa có thỏa mãn với cái điểm đó, thì tốt nhất là phải thi liền cái kỳ tiếp theo là tháng 10, tháng 11. Hoặc là em nào đã thi cái kỳ thi tháng 10, tháng 11 muốn cải thiện điểm của mình thì thi vào cái tháng 5, tháng 6 của năm tiếp theo, rồi sau đó là thôi không thi nữa. Tại vì kinh nghiệm của bản thân tôi là đi dạy cũng khá lâu, thấy là nhiều em thì tới thì lùi, mà càng thi thì điểm càng ngày càng 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 thấp đi, chứ nó chẳng cải thiện hết. Bởi vì cái sức ép phải lên đại học, rồi nhiều khi phụ huynh ở nhà gây sức ép phải thế này phải thế kia, cho nên cái lời khuyên của tôi là gì?
Nếu đã xác định thi A-level hoặc là IB hoặc là ICSE thì phải làm giống như là dốc toàn lực thi một lần là xong luôn. Đừng có, hoặc là tối đa là thi thêm một lần thứ hai nữa. Lần thứ hai mà không có khá lắm thì lựa cái trường nào mà nó thích hợp với lại cái bảng điểm mà đã đạt được rồi apply rồi đó. Chứ đừng có cố sức mà nâng lên. Ngay như là ai không vậy, đâu có thể nào nói là 5-6 tháng rồi mình lên được một điểm hay là nửa điểm nữa. Học tiếng Anh là phải học cả đời, nước chảy đá mòn, từ 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 nhiều khi nó mới cải thiện điểm. Ở đây thì cái lời khuyên của tôi là như vậy, không có nên thi tới thì luôn, cao lắm là thi thêm một lần nữa là đủ. Nếu không đạt thì lựa cái trường là thích hợp để mình lên đại học. À, xin hết. Dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là con tôi có thể tự học để thi các cái chứng chỉ quốc tế hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn có thể. Nhưng mà như tôi đã chia sẻ ngay ở phần số 2 á, là có rất là nhiều cái bước ở trong cái bước lập kế hoạch là cần cái sự hỗ trợ của giáo viên. Ví dụ như là phân tích chương trình nè, xây dựng một cái lộ trình cụ thể nè, đó, rồi phân tích lỗi sai nè, đọc cái mark scheme, đọc cái đáp án answer key của giám khảo nè. Thì học sinh hoàn toàn có thể tự nghiên cứu hết những cái đó. Bởi vì thật ra những cái đó thì các cái trên trang mạng hay là cái trang web khảo thí của bản thân British Council hay là Cambridge hay của College Board thì đều có đăng những cái đó hết. Nhưng mà không phải học sinh nào cũng có đủ kiên nhẫn cũng như là có đủ kinh nghiệm để có thể tự mình vạch ra một cái lộ trình cho bản thân mình. Và không có ai thúc đẩy, không có ai đôn đốc á, thì nhiều khi học sinh sẽ bỏ cuộc. Cho nên là câu trả lời là được, nhưng mà thực sự là rất là khó khăn, cho nên là vẫn nên có sự trợ giúp của thầy cô. Vẫn nên có sự trợ giúp của thầy cô, đặc biệt là cái lứa tuổi trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Rồi, chứng chỉ bằng cấp quốc tế nào có thể đăng ký tự do và cách thức đăng ký là gì? Thì nãy tôi có đề cập tới IGCSE và A-Level ha. Thì quý phụ huynh có thể đăng ký thi IGCSE và A-Level ở Việt Nam thông qua Hội đồng Anh British Council ở cái đường link sau ha, britishcouncil.vn và duyệt exam, school exams. Còn đối với lại SAT thì quý phụ huynh đăng ký ở trang collegeboard.com duyệt SAT. Còn đối với lại AP thì quý phụ huynh có thể gửi email tới cái College Board ha. Thì khi mà gửi email tới College Board hỏi về kỳ thi AP thì nó sẽ trả lời cho quý phụ huynh về cái trường nào đến đăng ký, và mỗi trường thì sẽ có những cái form đăng ký khác nhau. Ở đây tôi không để IB bởi vì cái hệ thống IB là một cái hệ thống trường gọi là học sinh học ở trường IB thì mới được thi IB. Cho nên những trường quốc tế nào ở IB thì học sinh đó mới được thi thôi. Như vậy thì học sinh trường công, thí sinh tự do thì không có đăng ký thi được. Rồi, như vậy thì tôi cũng đã đi qua xong các cái phần câu hỏi thường gặp của buổi workshop ngày hôm nay. Không biết có quý phụ huynh nào muốn đặt thêm câu hỏi cho ban chuyên môn của STEM House không ạ? Xin tiếp lời thì Thịnh chút là, là có để cái phần mà trả lời câu hỏi đó, thì có nói là học sinh có thể tự học để lấy chứng chỉ quốc tế hay không. Thì cũng xin nói thêm là IGCSE hoặc là A-Level á, của Cambridge hoặc là Excel á, là nó viết cái chương trình với một cái tư duy đó là gọi là homeschooling, tức là học sinh có thể học ở nhà ở Anh hoặc là các nước khác. Tôi thấy Việt Nam hình như là chưa có, ở Anh, Mã Lai hoặc là Singapore, tất cả các nước nó đều thừa nhận homeschooling, tức là học sinh tự học ở nhà, có thầy giáo, cô giáo tới dạy hoặc là ba mẹ ở nhà dạy cho con. Thì IGCSE hoặc là A-Level á, nó chuẩn bị tất cả những cái document như là scheme of work, là tuần này học cái gì gì nó làm sẵn hết, giống như là nó dọn sẵn là hết. Nếu mà muốn thì đăng ký học thì sẽ có cái đó. Học sinh ở nhà có thể là theo cái scheme of work mà đã design bởi Cambridge, cứ theo đó học rồi thì chứng chỉ tự đăng ký thi như là thầy Thịnh nói.
Do đó là tôi theo cá nhân của tôi thấy là ICSE hoặc là A-level nó rất là thích hợp cho học sinh Việt Nam. Nếu mà trong trường hợp mà muốn tự học ở nhà để sau này đi du học. Dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều.